Mình xin chào quý anh chị nha. Hồi chiều mình có đăng một cái video rồi, anh thì mình có bón máy sắp số rồi nha anh chị. Rồi thì bây giờ mình sẽ quay lại những con số nào mà bón rồi thôi, còn số nó còn mình sẽ quay lại mình nói số nha anh chị. Đó, mình nói cái tịch của nó luôn nha. Rồi số đầu tiên con 07, con 07 là con heo 47 và 87 có tịch. Đó, con lớn heo lớn và heo nhỏ nha anh chị. 07, 47, 87. Đó, đây Đắk Lắk ngày 2 tháng 9 ngày mai. Rồi Đại Quang Hải đây. Có máy sắp 100 tờ Đắk Nông thôi nha anh chị. Còn Quang Ngãi nhiều. Đó, Quang Ngãi con 05. 05 này là con trùng, mà con trùng lớn con trùng nhỏ là 45 và 85. Nha anh chị. Đó, 45 và 85 và 05. Đó, 05 nha anh chị. Rồi tiếp theo, đó, con 03. 03 là sót chết. Đó, 83 và 43. Đó, 03 thì có 83 và 43 kèm theo. Đó, tịch sót chết nha anh chị. Đó. Rồi tiếp theo là con 00 là trứng vịt. Đó, nha anh chị. Trứng vịt. Đó. 00 là trứng vịt. Rồi. Rồi tiếp tục là em sẽ là tới hàng 1 cho anh chị nha. Hàng 1 là con số 12. Đó. 12 nha anh chị. 12 là con ngựa 52 và 92. Đó. Con ngựa cũng là người ta thường hay kêu là lượm tiền đó, cũng mua 52 mà con ngựa cũng 52 thì 92 là 12. Còn 19. 19 con bướm có 59 và 99. Đó, tịch con bướm lớn, bướm nhỏ nha anh chị. Rồi, tiếp theo là con 14. 14 thì con mèo nhà có 54 và 94. Đó. Đây Quảng Ngãi luôn. Rồi tới con 74. Thôi để em qua đây đi, em qua hòn 2 nha anh chị. Đó, bây giờ mình tới con hòn 2 này. Hòn 2 là con 23. 23 là con khỉ. Con khỉ là con 63 kèm theo là 23 là con khỉ. Rồi con 28. 28 là con gà. Con gà 28 thì nó con tạch 68 gà lớn gà nhỏ. Con 21. 21 là con đỉ. À, con đỉ là con 61 nữa nha anh chị. À, con đỉ là con gái mà nắng lơ gọi là người ta nói là con làm đỉ. À, vậy thôi. 25. 25 là con ó 65. À, 25 nha chị. À, 65 và 25. À. À. Ví dụ quý vị mà gặp mấy người con gái mà làm đỉ á, người ta nói chuyện á gì á, mình quýnh đẩy cũng được. À, cho quýnh ba làm chưa chắc gì ra nha. Rồi số 30 này. Rồi tới 30 là con cá đen. Con cá đen là 70 và 30. Rồi con tôm. Rồi 32 là con tôm đây. Con tôm là con 72 nữa. À, nó giống như rén nha anh chị. 32 là con rén. À, cũng 72 là rén lớn cho nhỏ nha anh chị. Cứ kêu vậy. Rồi. Rồi số 37. 37 thiệt ông trời, có nghĩa là 77 và 37 là ông trời. Rồi giờ mình qua số hàng 4 nha anh chị. Đó, giờ tới hàng 4 nha. Hàng 4 này có 43. À, 43 đây đây Đắk Nông đây. 43 thì nó ông tố có 03 và 83. Rồi còn 41. 41 là con cá trắng, con 01 và 81. Đó, 41 nha anh chị. Rồi Quang Ngãi tiếp tục 2 tháng 9 năm 2023 đây. Còn 46. 46 là con cọp. À, nó kèm theo cọp lớn cọp nhỏ là 06 và 86. Rồi em qua đây hòn Nam. Nha anh chị, hòn Nam thì có 54. 54 là mèo nhòa, nó có gồm có 14 và 94. À, 56. 56 thì có con gọi là con A. 16 và 96. À, tịch của nó nha anh chị. Rồi giờ chúng ta sẽ đi qua con hòn 6 nha anh chị. Đó, hòn 6. Hòn 6 là con 60. 60 là con rít. Con rít đó. Rồi này nó gồm con số 20 kèm theo. 20 và 60. 68. 68 là có con 28. Con gà. 68 và 28 là con gà. Nha anh chị. Đó. Rồi 62. 62 là có 22 là chim bồ câu. 62 này. 22 chim bồ câu, chim lớn và chim nhỏ. 65.
sau lam 25 rồi con ó. À, con ó nha, sau lam là con ó nha anh chị. Rồi chúng ta sẽ chuyển qua cái hòn bãi thôi coi. Hòn bãi đây thì có anh em bón từ hòn không cho tới hòn bãi, hòn tóm, hòn chín đó đều có nha anh chị. Đó, nhưng mà số không cũng được thôi chứ không nhiều. Đó, 74 đồng, 74 là con nai, con có tịch là nai lớn, nai nhỏ là 34 và 74. 77 nó có số gọi là ông trời 37 và 77 nha anh chị quý vị. Đó. Rồi qua hàng tóm, hàng tóm thì có tóm 6, tóm 6 thì có gọi là con cọp 06 và 46, cọp lớn cọp nhỏ. Rồi tóm 13, tóm 3 nó có 03, 43 là con vịt, con vịt nha anh chị. Rồi tóm 10, tóm 10 là ông Tố, ông Tố thì ông Tố là có 43 và tóm 3, Tố lớn, Tố nhỏ, ông Tố lớn, ông Tố nhỏ nha quý vị. Đó, là tóm 10 nha. Rồi tóm 10 tóm, tóm 10 tóm và nó gọi là con thỏ, con thỏ thì có 0 tóm và 4 tóm anh chị. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta qua con hàng 9, có bà con số đây, hàng 9 nha anh chị. Còn 92, 92 là con ngựa, 92 thì 52 và 12 là cũng như tiền nha, con ngựa cũng giống như tiền nha anh chị. Người ta làm tiền mà nó tao cũng thường hay mua 52 lắm. Rồi 95, 95 thì có 15 và 55 là con chuột đó anh chị, cục lớn cục nhỏ cục xoài nha, 95, 15, 55. Rồi còn số tiếp theo tiếp tục nha anh chị là số 97, 97 thì có 17 và 57, 17 và 57 là 97, 17, 57 là con hộp nha anh chị. Rồi thì những con số ngày hôm nay em đưa ngày hôm nay thì bóng đèn cũng hơi mời bên đêm nha anh chị. Rồi em quay tiếp lại ra tịch con số cho anh chị, hôm chiều em quay nhanh. Đó, thì đến nay cũng xin tạm dừng video. Rồi, cảm ơn quý vị anh chị cô bác rất nhiều đã yêu mến và yêu thương kênh bán vé số kiếm gỗ, số số miền Trung của em. Chúc cho anh chị được may mắn, anh chị nào mua vé số hãy vào kênh của em, và sẽ mua những tài vé số nha anh chị. Do số điện thoại 0968634712 Zalo kết bạn. Sẽ anh chị mua có gì thì sẽ chuyển khoản nha anh chị. Rồi thì đến đây cũng xin tạm dừng, cảm ơn quý chị về anh chị cô bác rất nhiều để yêu mến và ủng hộ kênh của em. Rồi thì anh chị nào vào tài khoản của em ngân hàng Adibank, ngân hàng nông nghiệp nha anh chị, tài khoản là 451-220-527-3226. Em tên là Vi Ngọc Tài, đội 12 thôn Bình, xã Tân Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Vi Ngọc Tài, số điện thoại 0968634712 nha anh chị. Rồi cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều, chúc cho anh chị phát lộc phát tài, may mắn trúng những tờ giấy số lớn để chúng ta làm giàu nhanh nha anh chị. Rồi cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều nha. Rồi, bây giờ em sẽ gộp số và bỏ bô cắt ngày mai bón nha anh chị. Rồi cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều nha, ủng hộ kênh của em nha. Anh chị nè, thích số nào lựa nha anh chị.